Ok, xin chào anh em nha. Thì bữa nay là Pocket Art nó có một bản cập nhật mới nha. Giờ mình sẽ cập nhật luôn. Mình cập nhật lần cuối ngày 9 tháng 11 nha. Đây, bữa nay là ngày 10 tháng 11 nha. Đấy, bây giờ mình cập nhật luôn. Mình sẽ đọc coi nó có cái gì trong đây. Nó cũng như lần trước à, nó chỉ có thêm một cái á, là có thêm mấy cái này nè, mấy cái xanh xanh này nè. Dành cho bạn nào quan tâm thì mình sẽ gửi cái link của trang chủ của Pocket Art nữa nha. Rồi giờ mình sẽ cập nhật và tiến hành vô game coi nó có thay đổi gì mới không nha. Thì đây mình vô game rồi đây, để mình kiểm tra từng cái luôn nha. À, anh em thông cảm nha, buổi sáng nhà mình gà nó gáy hơi bị to đó. Hầu như cũng chả cập nhật cái gì mới hết à. Mình không biết nó cập nhật cái gì nữa. Nó đâu có cập nhật gì mới đâu nhờ. Mình không thấy nó cập nhật gì mới hết trơn á. Thì hôm nay là mình đậu phộng con gà nó gáy miết. Hôm nay mình sẽ đi đánh Mr. Văn Ni cho anh em coi. Đậu má con gà. Gáy cái gì mà to thế nhờ? Ok, giờ đi đánh với tơ văn đi nha. Đâu rồi, để đánh ông đó là phải cật mấy cái này nè, mấy cái mà có cái hình cây kiếm á nha, xu có hình cây kiếm á nha. Đấy, cái xu này vừa để đánh ganh mà vừa để đánh ông này luôn nè. Ấy, mỗi lần đánh nó sẽ trừ một cái này đi, nhưng mà anh em sẽ được cộng một cái hình này. Đấy, cái hình này để triệu hồi quái vật đó nha. Không phải triệu hồi mấy con này nè. Giờ nó đánh cho anh em coi. Đây, thời gian kiến của mình đây. Đây, kiến là cái con sâu đai gì nè, là mát đâu được 50 con đấy. Hồi tối mình thử rồi, mình thử làm mát rồi, là kết quả là mát là 50 con thôi. Mình sẽ nâng cái này lên 9.000 nha. Cái này mới có level 2 thôi nha mà nó 9.000 nè. Ghê, mình đang nâng cái này lên 9.999 nha. Còn cái này thì cần tới 2.000 năm lận, 2.000 năm mới lên 4.000, rồi sau đó 5.000, rồi sau đó là 9.999, là 4.000, là 2.000 năm, rồi 3.000, rồi sau đó là tổng cộng là gần 7-8k nấm gì đó đấy. Nhưng mà không sao, cái này là 300 300 mà 300 thì chắc mình sẽ nâng luôn cũng được, mà không nâng cũng được, nâng cũng được mà nâng không được. Nhầm nhầm, nâng cũng được mà không nâng cũng được nha. Giờ mình đi đánh đây. Ok, chiến. Đây thì trong thời gian rảnh mình vừa mở cái bông hoa này nè, cái bông hoa màu hồng này nè. Bông hoa này là nó chón nha. Và thêm mấy con bọ nữa nè, mấy con bọ này là mình bấm mình đặt ở đây rồi nó sẽ chạy ra đây. Đấy, thấy, thấy. Rồi lên bào nó đi, ai kiến nó gượt mình. Mấy con này đang bảo vệ mình nha. Rồi, tiêu mình rồi. Rồi bảo vệ kiểu đéo gì mà mình chết queo rồi thế này. Đậu phòng. Nó bảo vệ mình vậy đó. Ok. Thì cái này mình cũng đánh qua nhiều lần rồi. Mình phải đánh để có mấy cái con bọ này nè. Ok, vô cái ổ chính luôn. Ai da 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 da. Đúng rồi, chơi nó đâu rồi? Nó còn trên đây nè, đấy.
Anh em thấy con bọ mà nó phun phun ra mạnh không? Nó phun một cái là nguyên đạn kiếp mình chết queo hết luôn á. Vô 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 vô, bào nó bào nó. Đúng rồi, mình núp vào quên kìa, nó cụng mình chết. Đây, quýnh con chiến chúa đây. Thì video này mình chỉ chủ yếu là cập nhật cái mới thôi, mà nó không có gì mới. Nên mình chỉ quay tạm tạm mấy cái này cho anh em coi thôi. Khá thất vọng về bản cập nhật lần này á. Nó chả có gì mới hết trơn à. Đây, xong rồi. Đấy, mỗi lần đánh là mình sẽ được 10 nấm, 10 lá, 10 hạt hạt kia mẹ nó hạt thông đi. Với lại ba cái que với một con một cây kiểu mà nó kêu mẹ nó là trái hồng đi. Ok. Một cái hồng. Đấy. Giờ mình sẽ triệu hồi quái vật nha. Đây trên bản đồ là không có con gì hết trơn nha. Hồi đó mình nhầm mình không biết, mình cứ tưởng là nó không xuất hiện thôi. Thôi bây giờ mình bấm một cái này. Đây nó sẽ ra con nhện nhện. Mà phải không ta? Đây con này nè ghé bên, là con nhện nhện nó dễ, con nhện nhện. Vô, đi bắt nhện nhện thôi. Hồi tối mình xui á. Hồi tối mình quýnh xong ông đó rồi, mình phu sình hụt. Này mình phu sình hụt. Mình phu sình hụt hai con bọ. Mắt nhỏ luôn. Đây đánh con nhện nè. Con nhện này a tắc nó cao lắm luôn nha, chứ đùa. Nè nè cho anh em coi nè. Nhện nhện nè. Thấy không? A tắc nó cũng nửa cây á, nhưng mà nó thua con này. Có một con a tắc đầy cây luôn cơ. Con này sơ biết đầy cây luôn. Con này là máu. Mấy con này có phẩm chất nữa nha anh em. Phẩm chất của nó nè, phẩm chất của nó là thường nè. Cái chữ màu hồng á là không mấy cái chữ màu cam cam mà cái gì common này nè là thường. Ở đây là mình bắt nó cái đây. Đây là uncommon, là phẩm chất kiểu như là nó thuộc dạng dữ hơn cái con thường này nè. Còn đây là phẩm chất cao nhất luôn, cái chữ màu cam này nè nha. Rare nè, đấy. Đây hiện tại mình được có một con thôi, mình được có một con này thôi. Bên Noma nghe, bên Noma nghe là phẩm chất này là phẩm chất cao nhất. Còn bên Spiria này là phẩm chất này là cao nhất nha. Đấy. Ok, có con nhện rồi nè. Đây hai con nhện. Mình đang định fusion nó hết luôn nhưng mà thôi. Tạm thời mình không có fusion nó được. Má nó thiệt với anh em luôn nha, má cái ổ mối nó mạnh vãi lòn anh em. Má hồi tối mình quýnh cả buổi nó mới được có nhiêu đây nè. Đây có 200 mấy nè. Mình quýnh xong chết hết nguyên đàn kiến của mình luôn. Sợ thật sự. Nó bao mạnh luôn á. Nó mạnh cái mức độ mà anh em không thể lường được đâu. Đó nguyên đàn kiến mình lên, mình chỉ là lên lụm mấy cái rồi mình chạy về mà nó nó đó khoảng mười mấy 20 giây thôi. Nó quật một cái chết 130 con kiến nhỏ phải không. Nó quật một cái là chết 20 mấy con á. Ghê ghê. Thường thường không có con nào mà tới cỡ đó đâu anh em. Cái cây nó muốn ngã rồi nè. Nên nè. Thường thường anh em không có thấy vết nứt phải không. Anh em có thể coi ở mấy cái video trước nha. Cái cây này không có vết nứt đâu nha. Giờ nó nứt rồi nè. Đấy chứng tỏ là con mọt này nó ăn sắp hết rồi nè. Đây đây quá trời mọt luôn á. Có con mọt nó xuất hiện ở trong đây nữa nè. Hồi tối mình quýnh là có con mọt nó xuất hiện trong đây nó chạy ra nè. Ghê lắm. Rồi thấy nó thiệt là nó mạnh vãi nồi luôn á. Mà để quýnh lại nó là mình phải nâng cái phòng kiến chúa này lên. Mà bây giờ cần tới 7.500 cái mọt gỗ á. Tại vì lấy trong cây ra thì kêu đại nó mọt gỗ nha. Đấy. Thời luôn 7.000 rưỡi cái đó. Tới 7.000 rưỡi cái mới lấy được nâng cái phòng kiến chúa lên level 6. Thì thôi chắc có lẽ là clip của mình cũng tạm dừng ở đây thôi. Với lại hiện tại thì cũng chả có gì làm ngoài cái chỗ mấy con kiến lửa trên đây nè. Đấy, mà quýnh cũng nhanh thôi. Thì ok, mình sẽ dừng clip ở đây nha. Chúc anh em có một ngày tốt lành nha. Nhớ ấn đăng ký với lại bình luận giúp mình nha. Có gì anh em không hiểu thì anh em có thể bình luận để hỏi nha. Đấy.
Ok, chúc anh em có một ngày tốt lành và may mắn nha. Bye bye.